Khi đến với Hà Nội, dạo quanh các tuyến phố cổ trên những chiếc xích lô là những trải nghiệm thú vị mà rất nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích. Tour xích lô phố cổ là một trong những hoạt động du lịch đặc trưng của Hà Nội. Theo thống kê của các đơn vị lữ hành địa phương, trên 90% khách du lịch quốc tế đến thăm Hà Nội đều sử dụng xích lô để khám phá phố cổ. Chị Lia, du khách đến từ Pháp đã không giấu khỏi sự phấn khích khi lần đầu tiên đến Hà Nội được trải nghiệm đi xích lô, tận hưởng không khí đường phố tại đây. Tôi thấy khá thích hợp khi lựa chọn thời điểm này tới Việt Nam. Thời tiết tại Việt Nam thật sự rất mát mẻ. Tới Hà Nội, tôi thực sự ấn tượng với những nét đẹp của đường phố nơi đây. Từ những con phố cổ kính cho đến đồ ăn, con người đều thật tuyệt vời. Đặc biệt, chúng tôi rất thích đi xích lô, từ từ tận hưởng không gian đường phố, chậm rãi ngắm nhìn những con đường nhộn nhịp, tràn ngập những chiếc lá cờ quốc kỳ của các bạn thực sự khiến tôi xao xuyến. Xích lô đem lại cho tôi cảm giác gần gũi và lãng mạn khi đến với đất nước của các bạn. Đi xích lô ngắm phố phường Hà Nội, điều đó không cần phải bàn cãi, nó thực sự tuyệt vời. Bạn có thể nhìn thấy đường phố Hà Nội nhộn nhịp và là văn hóa đường phố đặc trưng mà nước tôi lại không có. Chúng thực sự khiến tôi ấn tượng khi ngay tại đây ngồi trên những chiếc xích lô và tận hưởng bầu không khí này, thực sự thoải mái. Trong những ngày lễ, lượng khách du lịch đổ về trung tâm Hà Nội rất đông, mặc dù phải đạp xe liên tục trong suốt một ngày dài, nhưng anh Cục, nhân viên phục vụ xe xích lô vẫn luôn điểm nhở phục vụ khách để du khách có thể tận hưởng trọn vẹn không khí vui chơi thoải mái trong kỳ nghỉ lễ. Nếu mà những ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này giống thì khách du lịch người ta đi nhiều thì mình đi nhiều, ngày khoảng 5-7 chuyến. Ví dụ là từ điểm đón chẳng hạn, mình đón ở điểm này và đi trong cái thời gian khoảng 45 phút hướng dẫn là nói thì mình đổ về rối nước hoặc là về cảm tử hoặc là đổ về đâu đấy là do hướng dẫn viên người ta yêu cầu. Mà đi đến đâu là những cái nhà cũ cổ kính là người ta thích hoặc là người ta rất là khen về Hà Nội là rất là phố cổ, rất là đẹp. Hình ảnh các tài xế xích lô thong thả đạp xe trên các tuyến phố cổ với tiếng chuông, tiếng còi đặc trưng đã trở thành một biểu tượng của sự bình yên và thanh bình trong cuộc sống đô thị. Đó là một điểm nhấn đặc biệt trong cảnh quan của Hà Nội, đóng góp sự đa dạng và phong phú văn hóa của thủ đô.